giới thiệu và cũng như là cho cả nhà tham quan ngôi trường con đang học tập nha. Đó là ngôi trường UK Academy, cơ sở Bình Thạnh, với địa chỉ là 48 Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh. Và bây giờ hãy theo chân con và đi tham quan trường nha. Đi thôi. Đây là căn phòng đầu tiên của chúng ta nè. Khi mà cả nhà bước vào trường thì đây là nơi chính của trường, đó là phòng tuyển sinh. Nếu mà các bạn hoặc là các anh chị nào mà muốn tuyển sinh vào trường của UK thì chúng ta hãy cùng liên hệ. Chúng ta hãy liên hệ đến với các thầy cô trong phòng tuyển sinh nha. Giờ thì cả nhà hãy cùng theo chân con để tiếp tục tham quan ngôi trường của con đang học nha. Thấy đây là khu ăn uống của tụi con nè. Đó, các cô thì đang chuẩn bị cho buổi trưa. Đó, lát nữa thì con sẽ quay cho cả nhà xem là buổi trưa của con diễn ra như thế nào nha. Và bây giờ chúng ta cùng đi tiếp nha. Là khu hồ bơi của trường con nè. Khu hồ bơi này thì là được chia ra là một hồ bơi nhỏ là cho các em tiểu học, và đây là hồ bơi cho các anh chị trung học. Và con sẽ bơi ở hồ bơi này. Đó, một tuần thì là sẽ được một tiết bơi, sẽ được các bạn sẽ bơi được một tiết. Đó, cả nhà con có thấy là xung quanh hồ bơi của chúng ta nè rất là rộng rãi luôn. Đó, và bây giờ chúng ta hãy cùng đi đến địa điểm tiếp theo nha. Đây là lớp học của con bây giờ. Cả nhà hãy cùng theo chân con vào tham quan lớp học nha. Xin chào cô. Đây là cô giáo dạy văn của con. Và đây là các bạn trong lớp của con. Lớp con là có 20 bạn. Và bây giờ con sẽ quay toàn cảnh lớp học cho cả nhà cùng xem luôn nha. Bây giờ cả nhà hãy cùng theo chân con khám phá thư viện có gì nha. Ở thư viện của chúng ta thì có rất nhiều loại sách đa dạng khác nhau nè. Đó, có những loại truyện tranh nè, và thư viện của chúng ta thì chủ yếu là những cuốn sách này là những cuốn sách tiếng Anh. Cả nhà cũng có thể xem qua. Giống như là ở đây thì có những cuốn sách về những động vật này cả nhà đó. Thường ra chơi thì sẽ có rất là nhiều những bạn sẽ ở đây và đọc truyện ở đây đó cả nhà. Đó. Hầu như là trong thư viện của chúng ta là chỉ có những loại sách hoạt hình đó, rất là nhiều loại sách và cuốn sách về những động vật như thế này. Có cả những cuốn sách liên quan đến những câu hỏi về tiếng Anh nữa. Đây là những cuốn sách mà con rất là yêu thích nè. Đó, những cuốn sách mà như thế này rất là dễ thương luôn. Đó, hầu như là toàn bộ là tiếng Anh hết đó cả nhà. Bây giờ thì đã sắp tới giờ ăn trưa rồi nên là thư viện của chúng ta cũng khá là vắng. Còn bên khu bên này thì cả nhà cũng có thể thấy là các giáo viên cũng có thể là đến đây để có thể làm việc tại thư viện. Còn bên này thì là những cuốn sách liên quan đến môn tiếng Anh. Đó, thì cả nhà có thể thấy là science này, rất là nhiều những môn tiếng Anh ở đây. Và có thể là giáo viên sẽ làm việc ở đây đó cả nhà. Xung quanh thư viện của chúng ta thì rất là rộng luôn. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi qua bên kia để xem có gì nha. Đây là nơi dành
cho các bạn học sinh đọc sách nè cả nhà. Cả nhà cũng có thể thấy là ở đây rất là rộng rãi nè, cho tất cả các bạn học sinh thoải mái ở đây mà đọc sách. Và ở đây cũng là nơi mà cho các em tiểu học tham gia những hoạt động ngoại khóa do thư viện tổ chức. Thì có thể là hoạt động là cho các em xem những cái truyện tranh về tiếng Anh rất là dễ thương, và xem những cái video clip về hoạt hình nè. Đó là những cái hoạt động mà thường hay ở thư viện. Và bây giờ thì có lẽ là sẽ sắp đến giờ ăn rồi đó cả nhà. Giờ con sẽ đi xuống nhà ăn để coi hôm nay có món gì nha. Đi thôi. Cả nhà ơi, đây là nơi để tụi con sẽ ăn tại đây nè cả nhà. Và đây cũng là khu để lấy thức ăn. Và hôm nay con sẽ coi là con sẽ ăn món gì nha. Con sẽ bắt đầu chọn món. Tôi cho con trứng với lại nè. Rồi, có cái gì? Vậy cho con cá. Đây là phần ăn của con nè cả nhà. Một ngày thì một buổi trưa như thế này thì con sẽ nhà ăn sẽ có 3 món, nhưng học sinh thì sẽ được chọn 2 món nha, và sẽ gồm có canh. Đây, gồm có canh và cả tráng miệng nữa. Tráng miệng hôm nay là chuối. Đây là buổi ăn trưa của con nè cả nhà. Thì hôm nay con được ăn món cá nè, thịt kho trứng nè, và cả canh nữa. Ngoài ra thì nhà trường còn cho chúng ta thêm rau và trái miệng và chuối. Thì một ngày thì con sẽ được ăn 3 buổi. Thứ nhất là buổi sáng. Buổi sáng thì con sẽ ăn 2 món. Sẽ được ăn 2 món. Buổi trưa thì sẽ được ăn 3 món, nhưng mà học sinh thì sẽ được chọn 2 món nè cả nhà. Rồi, buổi chiều thì chúng ta sẽ được ăn món xế và một món ăn nhẹ. Một ngày thì nhà trường sẽ thay đổi thực đơn rất là phong phú và đa dạng luôn đó. Và nãy giờ thì con cũng đã giới thiệu cho cả nhà biết về ngôi trường của con rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem video của con. Cả nhà nhớ subscribe cho Nguyễn Lê Huyền Trân Official để nhận được nhiều video mới nữa nha. Bye.